các bạn quay trở lại trên đầu bé nhỏ của tớ trên đường Hương Quý. Bây giờ là một cái ngày vào ngày hè, nhưng mà tình hình dịch hơi chán nhở. Và thành ra là chúng ta ở nhà. Thật ra thì tớ đang ở Hồ Chí Minh và tớ cũng sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 3 năm rồi đó. Tớ phải nhắc lại cho mọi người, tớ ở Hồ Chí Minh hơn 3 năm rồi đó mọi người, tớ ở Sài Gòn rồi đó. Thế mà rất nhiều người còn được rớt vào giờ ở Sài Gòn, ở Hà Nội kiểu. Và tại sao tớ nói vấn đề đấy là tại vì ở nhà nhiều quá mọi người. Cái phát kiến ra được những cái thứ rất là hay ho, ví dụ như cái việc sống ảo trên mạng. Và video clip này như các bạn đã thấy title video rồi đấy, tớ sẽ chia sẻ với các cậu những bí kíp sống ảo mới. Mà kiểu bản thân tớ là một YouTuber đúng không, thì cái việc này cũng rất gọi là hữu dụng cho tớ. Ví dụ như là intro video này mọi người là tớ cũng tự làm đúng không, các cậu tin không đó. Và hôm nay sẽ là share với các cậu những cái app chỉnh video trên điện thoại siêu đỉnh cao luôn, và cả những app chụp ảnh mà tớ thường hay dùng nhá. Ok, đầu tiên là một cái ứng dụng đến từ đất nước Hàn Quốc quen thuộc, nhưng mà cái ứng dụng, cái app này rất đỉnh cao, đấy là Video Monster. Trước hết tại sao mà tớ rất mê cái app này mà tớ rất là muốn share với các cậu là bởi vì sao? Là bởi vì nó free anh em ạ. Nó free và nó có sẵn ở trên App Store cũng như là CH Play, tức là phù hợp cho cả iOS và Android luôn. Nó kiểu xinh, nó kiểu ethic. Nó kiểu những người bạn Hàn Quốc làm app thì không bao giờ làm tôi thất vọng mọi người ạ. Tại vì nó có hợp tới kiểu gì ý. Đầu tiên phải nói là về cái giao diện thì app Video Monster này rất là cute luôn. Khi mà tớ đang vào thì các cậu có thể nhìn thấy là đã chia ra những cái danh mục mà rất là rõ ràng. Các cậu có thể làm những cái video rất là chill chill, làm những cái đoạn intro rất là fun, rất là cute. Những bạn nào mà muốn làm kiểu gọi là làm YouTuber, làm TikToker, làm Facebook, làm nói chung là làm những cái nội dung trên mạng xã hội ấy mọi người, ý là các bạn đang tập tành làm đúng không, thì đây là một cái app mà hoàn hảo dành cho các cậu luôn. Bởi vì sao? Các cậu có thể nhìn thấy ở đây có cái YouTube Shorts, tức là ở đây có những sẵn những cái theme, những cái đoạn intro, những cái rất là hay ho, từ beauty này, từ fashion này, cho đến những cái kiểu style ảnh, hoặc là làm food, hoặc là rất là nhiều thứ các cậu có thể edit một cách rất là dễ dàng. Và cái app Video Monster này thì có hơn 4.000 mẫu kiểu phong, kiểu theme, kiểu video mà được cập nhật hàng tuần luôn. Tức là nó không phải là cố định. Tớ đã từng nhảy như này mọi người, tớ là kiểu hệ người chơi thôi thì là cũng bay tiền đó. Thì tớ đã từng mua một cái app, mua đứt cái app đấy rồi đúng không? Thì tại vì hồi đầu làm mấy cái intro thì thấy cũng cute, khá là cute và đơn giản đấy, thì cũng chỉ cần đơn giản cái mua bỏ ra mấy trăm nghìn mua cái app xong, tự dưng lâu lâu hôm sau vào lại thấy mất tiêu luôn á, thấy mất tiêu cả những cái nguồn cũ luôn. Nó cũng không có một cái gọi là một cái social giống như kiểu là mình up lên những cái những cái mình đã làm mọi người. Tôi rất ghét những cái app như vậy, cho nên là cái Video Monster này tôi thích là bởi vì nó sẽ update liên tục những cái mới, tức là nó sẽ không có những cái cũ hoài, không phải kiểu xài hoài thôi. Tại vì chúng ta luôn luôn là muốn update đúng không, muốn những cái mới, lâu lâu phải thay đổi đúng không mọi người. Thì cái intro mà tớ vừa mới làm gần đây nhất là các cậu, tớ bấm đấy nhá, xem lại một lần nữa này. Thôi, nói thế nhưng mà các cậu đừng có làm intro giống tớ được không? Mình lựa một cái khác mới được không? Nhưng mà cái này là cái có sẵn ở trong này nha. Thì bấm vào cái phần video edit này. Đó. Thì ở đây họ đã có sẵn những cái gọi là, cái này gọi là template. Đại loại là những cái ảnh, những cái nền, những cái theme nó có sẵn rồi. Các cậu chỉ việc nhập những cái mục, ví dụ như là tag vào. Đây, cái home, stay home thì tớ có thể thay ở đây. Đây, ví dụ tớ như cái này là Hey Wiki đi. Rồi cái tag thứ hai là Welcome back. Đó, và tớ sẽ thật ở đây thì các cậu có thể bấm vào chế độ preview để xem trước cũng được, hoặc là chúng ta sẽ làm hết rồi sau đấy chúng ta sẽ chạy. Cái template này nó có thể thay bậc ảnh. Để tớ ví dụ nhá, tớ sẽ thay ảnh, các bạn sẽ lấy ảnh có sẵn trong điện thoại đi. Ok, và bây giờ thì chúng ta có thể chờ để cái này được render ra ngoài. Tôi sẽ bấm OK và đây các bạn có thể nhìn thấy là màn hình đang hiển thị là cái này đang rendering. Khi mà tớ đăng ký tài khoản này bằng email của tớ thì cái lúc mà video được rendering xong thì tự nhiên email của tớ sẽ có một cái thông báo của app là video của bạn xong rồi nè, các bạn vào xem đi. Tớ thấy rất là thích kiểu như thế, tại nhiều khi mình các bạn kiểu biết rồi đấy, thói quen mà bấm điện thoại ấy, thì sẽ có rất là nhiều kiểu ao ra ao vào, tap nọ tap kia đúng không, kiểu đang nhắn tin, đang làm việc này lại xem cái kia, thì tức là ứng dụng nó vẫn sẽ chạy nền và nó sẽ nhắc mình một cái thông báo trên email là xong rồi kìa, vào đi. Thì tớ rất là thích cái này. Ok, và sau khi mà đã render xong thì chúng ta cùng xem thành quả nhá. Thank you.
tớ để ý tớ còn viết sai, tớ lúc mà tớ nhập nhanh quá thì các bạn nếu mà có sai hoặc chưa hoàn thiện theo ý các bạn muốn thì các bạn cũng có thể bấm lại video edit lại lần nữa. Thế là các bạn có thể sửa đi sửa lại nhau, ý các bạn muốn bao nhiêu lần cũng được, và cái này không thành vấn đề luôn. Tại vì thật ra để ra được một cái sản phẩm content ở trên mạng thì cũng làm rất là nhiều bước, kể cả video, nhất là những các bạn xem nhiều video mà son phấn mắt mũi hay cái gì, nói chung là bất kể một cái gì mà trình bày lên trên mà kiểu các bạn xem đẹp vẫn là cũng trải qua rất là nhiều quá trình. Nên là nếu bạn nào thích tập tành làm những cái content ở trên mạng thì tớ chắc rằng là các bạn nên thủ sẵn cho mình một số những cái skill gọi là sống ảo lành nghề, gọi là sống ảo thôi nhưng thật ra là rất là thực tế, và cái này rất có lợi nha. Tại vì rất là nhiều ngành nghề bây giờ cần media, cần truyền thông, và thậm chí các bạn mà tự kinh doanh online bán một cái đồ gì đấy, các bạn làm video clip xinh trên mạng cũng viral chứ đùa. Đấy đấy, ấy thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về nghề nghiệp một cái xa hơn đi nha. Cái app tiếp theo mà tớ cũng đã từng khoe với các cậu rồi, và dạo này mới update thêm những tính năng rất là xịn sò, và cũng là một trong những cái app chỉnh sửa video mà tớ mê chết luôn các cậu ạ. Và đây là tại sao mà chúng ta có những cái video nhỏ nhắn xinh xắn để post trên Reels, Instagram, hoặc post trên TikTok, hoặc post trên Facebook, hoặc post trên đâu cũng được mọi người. Và các bạn biết không, YouTube thì còn có một cái nữa mới, đấy là YouTube Shorts. Tôi đã thấy rất nhiều bạn nhá làm những cái video rất là xinh, hoặc là nội dung đơn giản up lên có vài triệu view luôn á mọi người, vài triệu view với video YouTube Shorts luôn á mọi người, đơn giản lắm. Tính ra là bây giờ thời buổi công nghệ update liên tục cái này mà chúng ta không tự update bản thân là chúng ta rất là lỗi thời nha. Nên các cậu phải tiếp tục xem hướng quyết đi. Và đó là app KineMaster. Đầu tiên tớ phải nhắc lại một lần nữa, nếu như các cậu chưa xem cái video mà tớ đã giới thiệu app này trong một cái video rất là đơn giản, đấy là mua hao đồ đây các cậu thấy đấy, thì app KineMaster có một cái mới mà các cậu cần phải sử dụng ngay, đấy là cái phần nhận dự án. Tại vì tớ đang để app này bằng tiếng Anh cho nên là nó sẽ là Get Projects, cái nhận dự án các cậu bấm vào đây. À, các cậu có vô vàn những cái templates, những cái khung video mẫu mà gọi là theo các style và rất là nhiều để các bạn lựa chọn. Và một tôi cảm giác một cái style của KineMaster mà tôi thích đấy là cái style retro minimal, và có một cái rất hay này, đấy là cái vlog. Thì cái vlog ở đây được update rất là nhiều cái xinh luôn đó mọi người, và kiểu là các cậu chỉ cần, các cậu mà muốn có một cái Instagram xinh xắn, ví dụ như nha, các bạn mà đang đi học đại học hoặc là kể cả cấp 3, cũng có một số trường cấp 3 sinh hoạt hoặc làm bài gọi là thảo luận trên lớp, hoặc là nhất là các bạn mà gọi là sinh viên đi, thì cái việc mà các bạn phải làm PowerPoint, các bạn thuyết trình, hoặc là các bạn làm tiểu luận, hay là gọi là kể cả khóa luận nữa nha, thì bây giờ hiện đại lắm mọi người ạ. Các bạn nếu mà các bạn học về ngành truyền thông hay media, hoặc là bất kể một ngành gì về thời trang hay làm đẹp hay một cái gì đấy, kể cả những ngành nghề không liên quan, nhưng các bạn làm đưa một cái ví dụ, một cái dạng mà nó đã mới mẻ hơn, lấy sẵn từ những cái app đỉnh cao như thế này, thì nó sẽ kiểu chúng ta sẽ đặc biệt theo cách chúng ta muốn ấy mọi người. Bởi vì ngày xưa tớ từng làm khóa luận tốt nghiệp của tớ, tớ làm một cái khóa luận mà kiểu dạng như mọi người xem và kiểu không ai ngồi nói chuyện, tớ làm rất là ngắn và ai cũng ấn tượng với khóa luận của tớ. Nhưng mà dù như là tớ không được điểm cao nhất trong cái buổi thi đó, nhưng mà tớ là người gần tượng nhất và tớ thích như thế. Không phải, thật ra ngoài cái việc mà tớ mặc váy hơi ngắn đi, thôi kể sau nhá, cái vụ đó kể sau nhá. Xịt, thường những cái app trên điện thoại các cậu sẽ sử dụng với cái hình thức là cầm như này đúng không, cầm theo chiều dọc đúng không, nhưng mà KineMaster thì cảm giác là nó chuyên nghiệp giống trên máy tính ạ. Tại vì các cậu cầm kiểu này này, mà nhiều khi cầm kiểu này ấy, tớ cảm giác nhiều hôm mà tớ đang ngồi tớ lướt cái những xem những cái khung sẵn ở trên này, những cái clip ngắn trên này, tớ cảm giác như tớ đang chơi PlayStation với mọi người, kiểu giống chơi game, chơi đánh nhau ấy. Nói chung là cảm giác nó rất là hay ho. Thì đây tớ sẽ lấy thử cái này nha, một cái tên là Vlog InStyle. Sau khi mà đã tắt edit sơ sương sương nhá, thì là ví dụ cho các cậu ấy, thì ở đây tớ sẽ bật thử lên cho các cậu xem này. Thì cái nhạc này tớ cảm thấy là nó ok đấy, nhưng mà tớ muốn đổi một cái nhạc thì tớ bấm vào phần video audio nhá, thì tớ có thể chọn, ví dụ như chọn phần music, tớ có thể tự lấy những cái voice mà tớ đã thu luôn. Thì tớ xem này, trong điện thoại không có, tại vì đây trong điện thoại tớ có một số bài hát. Đây tớ sẽ lấy cái phần này, tớ sẽ lấy bài 3 phút hơn này. Rồi này, các cậu nghe thử nhá, xem thử nhá. Đó, tớ thấy cái phần này nó vô hơi ấy, tớ sẽ ngắn bớt cái này đi. Đấy, hợp lý. Đấy, rất hợp lý luôn. Ok, và bây giờ thì có thể xuất cái video này ra thôi. Và đơn giản là các bạn xuất ra shape,
và cái này hoàn toàn free nha mọi người. Nên thử ngay nha 500 anh em. Đây là những cái app free và có rất nhiều những cái template có sẵn đấy mọi người, cho nên là xài đi, xài đi, xài đi. Tiếp đến là một app chỉnh ảnh free với màu sắc cực kỳ đỉnh mà free hoàn toàn đấy mọi người, và cũng đến từ người anh em Hàn Quốc, đấy là app Foodie. Thì chắc là nhiều người cũng biết app Foodie rồi. Và ví dụ cái tấm ảnh nhá, thì bây giờ trên Foodie ý, các cậu vừa có thể chỉnh được màu sắc video lẫn cả ảnh luôn. Nghĩa là cái app này nó free hoàn toàn cho cái việc là ngoài các bạn có thể lựa những cái màu có sẵn để chỉnh ảnh đi, ví dụ là như này, thì các bạn còn có thể sử dụng một đoạn video ngắn để chỉnh màu luôn. Và chỉnh màu trên Foodie cực kỳ đẹp. Và tại sao tớ rất là mê Foodie ở chỗ nữa là như này. Cái phần filter có sẵn rồi đúng không? Thì các cậu có thể bấm một cái phần adjust. Tại cái app mình đang để tiếng Anh, điện thoại để tiếng Anh mà, nên là nó có thể hơi khác trên cái bản tiếng Việt. Thì chúng ta có thể chỉnh được các thông số này, thì các bạn cũng quen rồi, bạn nào xài nhiều cũng quen đúng không? Thì cái phần này này, cái phần công thức ảnh này này, là các bạn có thể lưu sẵn những công thức của các bạn tự mix, giống như kiểu ngày xưa các bạn xài Lightroom ấy, nhưng mà dễ hơn rất là nhiều luôn. Thì tớ có rất nhiều công thức này, và cái hay là gì, các bạn có thể lấy được những cái công thức từ người khác đã up lên trên Foodie này. Các cậu có thể scan, các cậu có thể scan một cái QR code của một cái bức ảnh của Foodie, thì các cậu sẽ lấy được cái filter đó, cái bộ lọc đó, cái công thức ảnh nó luôn. Và trời ơi, nó đơn giản hơn rất là nhiều. Nó giống như là cái phiên bản siêu dễ của Lightroom ấy mọi người, mà Lightroom không quét được cái mã QR đâu. Nếu mà nói đến ảnh thì chắc chắn là nói đến cái việc selfie, thì chúng ta không thể nào mà thiếu được những cái tên gọi sau và cũng rất là quen, đấy là Soda và Ulai, hay còn gọi là Ulai ấy mọi người. Thì đây là hai cái app mà nó, một của Hàn, một của Trung. Soda là của Hàn và Ulai là của Trung Quốc. Hai cái app này nó kiểu là đang rất là cạnh tranh nhau, nó là đối thủ kiểu. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái filter, từ cái giao diện, từ những cái tính năng á, nó đa phần nó đều giống nhau luôn. Ví dụ cái app này có một cái dòng phim, có một cái sticker hay là một cái filter gì mới, cái app kia cũng sẽ có. Thì app này thì tớ thấy cái chất lượng hình ảnh nó thích hơn đúng không? Nhưng mà sau này Soda kiểu đỉnh, bây giờ cảm thấy tớ hay chụp Soda hơn đấy mọi người, hay là do thời gian thay đổi ấy. Nhưng mà ý là đây là hai cái app chụp ảnh, các cậu có thể lựa một trong hai, hoặc các cậu có thể có cả hai nếu mà máy đủ dung lượng. Hai cái app chỉnh ảnh ấy, chỉnh là chỉnh từng cái đường nét nha, tức là Soda và Ulai thì cũng chỉnh ảnh đường nét, nhưng mà nó chưa có cao thủ bằng hai cái app này. Thì đấy là app Bitu và Meitu. Thì hai cái nghe cái tutu này là các cậu biết là của Trung Quốc luôn rồi. Mỗi một cái app thì nó đều có một cái tính năng gì đấy nó hơi khác bọt một chút xíu, mà các cậu sẽ cảm thấy phù hợp với cái cách mà chúng ta chỉnh ảnh. Ví dụ đơn giản thôi, mình hôm nay mình thích chỉnh cái mắt, mình vào Bitu mình chỉnh cái mắt, thôi mình lười make up quá, mình qua Meitu mình chỉnh. Hay là Soda mới có cái filter này mới, nay chụp Soda, ngày mai chụp Ulai. Tất cả đều free mọi người. Thật ra là cũng có những cái tính năng mà trả tiền, nhưng mà các cậu không cần đâu, các cậu xài những cái free thì thấy nó ổn áp lắm rồi. Thành ra là chúng ta là người tiêu dùng dạo này, tất cả mình cảm thấy nên có nha, con gái nên có. Và cuối cùng nhưng mà cũng không hề mờ nhạt, mà chắc hẳn là các bạn cũng biết nhiều rồi, đấy là app CapCut. Thì CapCut là một cái phiên bản gọi là quốc tế hóa hơn, Việt Nam hóa hơn, tại vì có rất đông 500 anh em Việt Nam dùng, của một cái app Trung Quốc mà tớ cũng không biết gọi tên như thế nào. Công nhận ý là về cái công nghệ sống ảo thì bây giờ Trung Quốc làm nhiều cái app gọi là để sống ảo tốt phết. Nhưng mà cũng có những cái hạn chế, là bởi vì cái app CapCut này, nếu như các bạn nào mà chưa sử dụng quen thì các bạn sẽ thấy nó rất là khó. Nó kiểu cắt sửa chỉnh nghĩa là nó chuyên nghiệp, nhưng mà nó khó sử dụng với những cái bạn mà mới sử dụng. Tớ khuyên các cậu là nên sử dụng từ dễ đến khó để chúng ta làm quen dần. Tại vì đâu phải ai cũng kiểu như là có thời gian để ngồi mày mò mấy cái này. Nếu mà các bạn không phải là những người chuyên sống ảo, hoặc là các bạn chuyên làm những content bằng định dạng media hay là cái gì đâu đúng không? Thì nếu mà các bạn chỉ có những cái nhu cầu bình thường và để thỉnh thoảng ghép đẹp, hoặc là lưu giữ những cái kỷ niệm hay cái gì đấy, thì tớ khuyên các bạn nên sử dụng những cái app tớ đã nói ở phía đầu video. Còn cái app này thì nó khá là khó dùng so với những người mà chưa biết dùng. Tớ cảm giác nó giống như là Premiere trên máy tính vậy đó, tại vì các cậu có thể add thêm rất là nhiều thứ linh tinh, mà thậm chí là các bạn thỉnh thoảng hay xem những cái video hướng dẫn làm những cái ghép này nét kia bằng những cái app này, thì đấy là phải có cao thủ để dạy. Và nếu mà ai muốn trình độ khó thì các bạn có thể dùng. Mình làm sao để nó phù hợp với cái lối sống, cái thói quen và cái nhu cầu sử dụng ấy mọi người, tại vì mỗi người có một công việc khác nhau,
không phải ai cũng gọi là có thời gian để mày mò, mày ai có thời gian lên mạng để ngồi xem quá là nhiều thứ đúng không? Mà các cậu cần cái gì, cái thói quen sử dụng ra sao thì chúng ta có thể đến với những cái ứng dụng mà giúp ích cho cuộc sống, cho công việc, cho học tập của chúng ta hơn. Và đừng quên mở cái phần mô tả ra để có thể xem link tải sẵn những cái app phía dưới cũng như là thông tin thêm về những cái app ngày hôm nay tôi đã liệt kê ở sẵn ở phía dưới. Và rất hy vọng rằng là cái video này sẽ là một cái bí kíp, lại là một cái bí kíp mà các bạn có thể bỏ túi gối đầu giường và thỉnh thoảng quên hay cần cái gì có thể mở ra xem lại nha. Và đừng quên ghé thăm fanpage và Instagram của tớ, cũng như là nhấn like và subscribe cho channel này. Hai cái channel nhỏ mới đấy nha mọi người, bởi vì sẽ có nhiều thứ khác nữa, tại vì chúng ta luôn luôn phải update nhau mà đúng không? Và bye bye, chúc các bạn sẽ luôn sống ảo nhưng mà rất thật nha, và luôn xinh và an toàn cho cái mùa dịch này. Bye bye.